không thể đi đến mức cùng tận của thế gian. Tăng nhất A Hàm. Chương 27 Những cảnh giới. Theo Phật giáo, quả địa cầu chỉ là một điểm nhỏ trong vũ trụ bao la, không phải là nơi duy nhất trên đó có sanh linh, mà con người cũng không phải là chúng sanh duy nhất. Chúng sanh vô cùng tận, mà hệ thống tinh tú cũng vô cùng tận. Bào thai không phải là con đường duy nhất để đi tái sanh. Ta cũng có thể đi mãi đến mức cùng tận của thế gian. Đức Phật dạy như vậy. Tùy theo nghiệp thiện hay bất thiện đã tạo, chúng sanh có thể tái sanh vào một trong 31 cảnh giới. Có 4 trạng thái bất hạnh được xem là khổ cảnh, vì cả tinh thần lẫn vật chất đều chịu đau khổ. 4 cảnh giới ấy là 1. Địa ngục Niraja. Ni là không có, Aya là hạnh phúc. Niraja là cảnh giới trong đó không có hạnh phúc, là cảnh khổ mà một chúng sanh phải chịu vì đã tạo nghiệp bất thiện, hay nói cách khác là trạng thái đau khổ mà chúng sanh phải chịu để trả quả bất thiện đã tạo lúc nào trong quá khứ. Khổ cảnh không phải là địa ngục trường cửu mà chúng sanh bị bắt buộc phải ở trong đó để chịu hình phạt đau khổ một cách vĩnh viễn. Đến lúc trả xong nghiệp xấu, kẻ bất hạnh cũng có thể tái sanh vào một cảnh giới khác, an vui hạnh phúc nhờ các thiện nghiệp đã tạo. 2. Cảnh thú Tirachada Yoni. Tiro là xuyên qua, Achada là đi. Tirachada Yoni là cảnh giới của loại cầm thú. Người Phật tử tin có sự tái sanh vào cảnh thú vì đã tạo nghiệp xấu. Tuy nhiên, nếu có tích trữ thiện nghiệp thích đáng, từ cảnh thú chết đi cũng có thể tái sanh vào cảnh người. Một cách chính xác, ta phải nói rằng cái nghiệp đã biểu hiện dưới hình thức thú có thể biểu hiện dưới hình thức người, hay ngược lại, cũng như luồng điện có thể biểu hiện kế tiếp dưới nhiều hình thức như ánh sáng, hơi nóng, động lực, vân vân. Như vậy, động lực không phải do hơi nóng, cũng không phải do ánh sáng mà phát sanh. Cùng thế ấy, không phải người trở thành thú hay thú trở thành người. Ta cũng ghi nhận rằng, lắm khi có những con thú như mèo, chó, sống còn đầy đủ hơn người. Tuy vẫn mang hình thức thú, đó cũng do tiền nghiệp. Chính nghiệp tạo tinh chất của sắc tướng, hình thể như thế nào là do hành động thiện hay bất thiện trong quá khứ. 3. Cảnh ngạ quỷ Veta Yuni. Đúng theo nguyên ngữ, Veta là người đã ra đi, hay người tuyệt đối không có hạnh phúc. Cảnh ngạ quỷ có nhiều hình thù xấu xa dị tướng mà mắt thường của người không thể thấy. Ngạ quỷ không có cảnh giới riêng biệt của mình mà sống trong rừng bụi, ở những nơi dơ bẩn, vân vân. Bộ Samyutta Nikaya, tức Tạp A Hàm, cũng có đoạn nhắc đến cảnh ngạ quỷ. Đức Mugalanda, tức một kiền liên, miêu tả trạng thái đau thương ấy như sau: vừa rồi đi từ đồi kênh xuống, tôi có thấy một đám diều, quạ và kênh tranh nhau xô đẩy và mổ cắn một chúng sanh chỉ còn bộ xương, đang bay lơ lửng trên không trung và kêu la rên xiết. Đây đạo hữu, lúc đó tôi có ý nghĩ như sau: thật là quái lạ, vì sao chúng sanh có thể đến đổi kỳ hình dị thể tàn tệ như thế, thật là kinh dị. Khi bạch giới Đức Phật, Ngài dạy rằng người ấy trước kia là một tên đồ tể, do nghiệp đã tạo trong quá khứ phải lâm vào trạng thái ấy trong hiện tại. Theo sách
Melinda dẫn đạo, có bốn hạng ngạ quỷ, hạng Vanta Sika, sống bằng vật ói mửa của kẻ khác, hạng Kupi Pasido, phải luôn luôn chịu đói khát, hạng Nisi Hamatanhika, phải chịu khát đến hao mòn tiều tụy, hạng Parada Tutpasivino, chỉ sống nhờ thực vật của người khác cho. Trong kinh Tirokuda Sutta có dạy rằng những hạng ngạ quỷ kể trên có thể hưởng được phước báo mà thân quyến họ đã tạo nên và hồi hướng đến họ, và cũng có thể nhờ đó mà tái sanh sang một cảnh giới khác có hạnh phúc hơn. 4. Cảnh giới Atula Asura Yuni là cảnh giới của những người không bao giờ hớn hở vui tươi và không bao giờ có những cuộc tiêu khiển giải trí. Họ là một hạng chúng sanh khác cũng đau khổ tương tự như ngạ quỷ, nên phân biệt hạng này với hạng Asura thường hay chống đối chư thiên. Trên bốn cảnh giới bất hạnh ấy, có bảy cảnh giới hữu phúc. Bảy cảnh ấy là: một, cảnh người Manusa, là một cảnh giới trong đó hạnh phúc và đau khổ lẫn lộn. Chư vị Bồ Tát thường chọn tái sanh vào cảnh này vì ở đây có nhiều hoàn cảnh thuận lợi để phục vụ và thực hành những pháp cần thiết nhằm thành tựu đạo quả Phật. Kiếp cuối cùng của Bồ Tát luôn luôn ở cảnh người. 2. Cảnh tứ đại thiên dương Katumbaha Rasika, cảnh trời thấp nhất, nơi mà những vị trời canh phòng bốn hướng lưu ngự cùng với đoàn tùy tùng. 3. Cảnh đao lợi Tapatinsa, có nghĩa là 33. Có tên như vậy vì đao lợi cũng là cung trời của 33 vị. Trong đó, trời Saka, tức Tí Thích là vua. Theo một tích truyện, có 33 người kia do Maga, tức một tên khác của trời Đế Thích, lãnh đạo, tình nguyện thực hiện nhiều công tác từ thiện. Cả 33 vị đều tái sanh vào cảnh này. Chính ở cung trời Đao Lợi mà Đức Phật giảng Di Diệu Pháp cho chư thiên nghe trong 3 tháng liền. 4. Cảnh Dạ Ma. Dạ Ma có nghĩa cái gì tiêu diệt khổ đau, là tên cảnh giới của các vị trời Dạ Ma. 5. Cảnh Đấu Xuất Đà Tusita. Theo nghĩa trắng, Tusita là dân cư có hạnh phúc, là cảnh giới khoái lạc. Những vị Bồ Tát đã thực hành trọn đủ các pháp cần thiết để đắc quả Phật đều lưu ngụ ở cảnh giới này, chờ cơ hội thích nghi để tái sanh vào cảnh giới người lần cuối cùng. Bồ Tát Metaya, tức Di Lặc, vị Phật tương lai, hiện đang ở cảnh trời này, chờ ngày tái sanh vào cảnh người để thành tựu đạo quả Phật. Hoàng hậu Maya, mẹ của Bồ Tát Siddhartha, sau khi chết cũng tái sanh vào cảnh trời Đấu Xuất Đà, và từ đó sang cung trời Đao Lợi, nghe Đức Phật giảng Di Diệu Pháp. 6. Cảnh Hóa Lạc Thiên Nimma Narati, cảnh giới của những vị trời ở trong những cung điện to lớn đẹp đẽ. 7. Cảnh Tha Hóa Tự Tại Paranimita Vasa Vatti, cảnh giới của những vị trời có khả năng tạo thêm những vị khác để phục vụ mình. Chư thiên trong 6 cảnh trời thuộc dục giới kể trên cũng có hình thể, nhưng cơ thể vật chất của các vị ấy rất vi tế hơn sắc ở cảnh người nhiều. Vì thế, thông thường, mắt người không thể trông thấy. Tất cả những vị ấy đều phải chết, mặc dù trên một vài phương diện như về hình thể, nơi ở, vật thực thì được sung sướng hơn ở cảnh người. Về trí tuệ, các vị ấy thường không hơn người. Chư thiên trong cảnh dục giới đều là hóa sanh, bỗng nhiên xuất hiện dưới hình thức một thiếu nữ hay một thanh niên lối 15 hay 16 tuổi. Đó là những cảnh giới có nhiều khoái lạc tạm bợ. 4. Cảnh khổ và 7. Cảnh hữu phúc đều nằm trong dục giới,
trên dục giới có sắc giới, cảnh giới các vị phạm thiên, những vị trời đã từ bỏ tham dục và đang thọ hưởng hạnh phúc của thiền. A lớn, cảnh giới tương ứng với sơ thiền. Một, phạm chúng thiên, cảnh giới của các vị trời tùy tùng các vị phạm thiên, cận các vị phạm thiên. Ba, tại phạm thiên, cảnh giới của những vị phạm thiên có nhiều hạnh phúc, đẹp đẽ và tuổi thọ nhiều hơn các phạm thiên khác, nhờ phước báo đạo do thiền tập. B, cảnh giới tương ứng với vị thiền. 4. Thiều quang thiên, cảnh giới của những vị phạm thiên có ít ánh sáng. 5. Vô lượng quang thiên, cảnh giới của những vị phạm thiên có ánh sáng vô cùng, vô hạn định. 6. Quang âm thiên, cảnh giới của những vị phạm thiên có ánh sáng rực rỡ, chói lòa. C. Cảnh giới tương ứng với tam thiền. 7. Thiền tịnh thiên, cảnh giới của những vị phạm thiên có hào quang nhỏ. 8. Vô lượng tịnh thiên, cảnh giới của những vị phạm thiên có hào quang vô cùng, vô hạn định. 9. Biến tịnh thiên, cảnh giới của những vị phạm thiên có hào quang vững chắc, không lay động. D. Cảnh giới tương ưng với tứ thiền. 10. Quảng quả thiên, cảnh giới của những vị phạm thiên hưởng quả rộng lớn. 11. Vô tưởng thiên, cảnh giới của những vị trời không có tâm. 12. Vô phiên thiên, cảnh giới hoàn toàn tinh khiết. Cảnh này lại chia làm năm là: 1. Aviha, cảnh giới trường cửu. 2. Atapa, cảnh giới êm đềm tĩnh lặng. 3. Sudassa, cảnh giới đẹp đẽ. 4. Sudassi, cảnh giới quang đãng. 5. Akanisiha, cảnh giới tối thượng. Chỉ có những vị đắc thiền sắc giới mới tái sanh vào những cảnh sắc giới kể trên. Đắc sơ thiền thì sanh vào ba cảnh giới thứ nhất A. Đắc nhị thiền thì sanh vào ba cảnh giới thứ nhì B. Đắc tam thiền thì sanh vào ba cảnh giới thứ ba C. Đắc tứ thiền thì sanh vào bảy cảnh giới thứ tư D. Trong mỗi tầng thiền đa có nhiều bậc, cũng cùng đắc một tầng thiền như sơ thiền chẳng hạn, mà có người ở bậc thấp, còn có người ở bậc cao. Bậc thứ ba là những người đã nắm vững hoàn toàn tầng thiền của mình. Trong cảnh thứ 11, vô tưởng thiên, chúng sanh không có tâm, chỉ có sự biến chuyển liên tục của sắc. Trong lúc năng lực của thiền diễn tiến thì tâm tạm thời chấm dứt. Thông thường danh và sắc dính liền với nhau, không thể phân tách ra được. Nhưng đôi khi do năng lực của thiền, như trường hợp kể trên, cũng có thể tách rời danh và sắc. Khi một vị A-la-hán nhập đại định, cũng vậy, tâm của ngài tạm thời không có. Đối với hạng phàm nhân như chúng ta thì khó mà quan niệm được một trạng thái tương tự. Tuy nhiên, có nhiều việc không thể quan niệm mà thật sự có. Vô phiên thiên hay cảnh giới hoàn toàn tinh khiết là cảnh giới tuyệt đối riêng biệt của các vị A-na-hàm. Chúng sanh ở trong một cảnh giới khác mà đắc quả bất lai hay A-na-hàm thì tái sanh vào cảnh này. Vì sao các ngài đắc quả A-la-hán và sống cảnh hoàn toàn tinh khiết ấy cho đến lúc hết tuổi thọ nhập đại niết bàn? Có bốn cảnh gọi là Arupa Loka, tức vô sắc giới, hoàn toàn không có phần vật chất hay hình thể. Theo Phật giáo, có những cảnh giới trong ấy chỉ có danh mà không có sắc. Cũng như khi ta cầm một thanh sắt và buông thả tay ra thì thanh sắt rơi xuống đất. Tuy nhiên cũng có thể dùng đá nam châm để giữ thanh sắt lơ lửng giữa không trung. Cùng một thế ấy, do thiền có thể tách rời danh ra khỏi sắc và giữ trạng thái ấy cho đến khi chấm dứt thiền. Đó chỉ là sự tách rời tạm thời. Danh và sắc
hai yếu tố theo thường phải dính liền nhau. Cũng nên ghi nhận rằng không có giống nam hay giống nữ trong hai cảnh sắc và vô sắc giới. Trong vô sắc giới có bốn cảnh tương xứng với bốn tâm thiền vô sắc giới. Một, không vô biên xứ thiên, cảnh giới có quan niệm rằng không gian vô tận. Hai, thức vô biên xứ thiên, cảnh giới có quan niệm rằng thức là vô cùng tận. Ba, vô sở hữu xứ thiên, cảnh giới có quan niệm về hư không. Bốn, phi tưởng phi phi tưởng thiên, cảnh giới có quan niệm rằng không có chi giác, cũng không có không chi giác. Nên ghi nhận rằng Đức Phật không nhằm mục đích truyền bá một lý thuyết về vũ trụ. Dù những cảnh giới trên có hay không, điều ấy không ảnh hưởng gì đến giáo lý của Ngài. Không ai bị bắt buộc phải tin điều nào nếu điều ấy không thích hợp với suy luận của mình. Nhưng nếu bác bỏ tất cả những gì mà lý trí hữu hạn của con người không thể quan niệm, thì điều ấy cũng không hoàn toàn chánh đáng.